Trước thông tin mỏ đá Lạc An, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, dù chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, song vẫn huy động máy móc và hàng chục xe tải lớn khai thác đất trái phép vận chuyển bán ra ngoài, công an Hà Tĩnh đã vào cuộc làm rõ. Liên quan đến sự việc, đại diện công ty cổ phần Lạc An, hay còn gọi là công ty Lạc An, đóng ở phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, cũng xác nhận đã làm việc với cơ quan công an và cung cấp hồ sơ nội dung cần thiết phục vụ điều tra. Trước đó, mỏ đá Kỳ Liên của công ty cổ phần Lạc An được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp phép vào năm 2012 trên diện tích hơn 15 hecta. Đến năm 2018, hợp đồng thuê đất của mỏ đá đối với công ty cổ phần Lạc An hết hạn. Theo quy định, công ty này phải dừng hoạt động khai thác khoáng sản để làm hồ sơ gửi các cấp chính quyền trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thuê đất. Thế nhưng, khi chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định đồng ý cho thuê đất, khoảng một tháng này, doanh nghiệp này đã ngang nhiên đưa máy xúc cùng hàng chục chiếc xe tải lớn rầm rộ cho khai thác đất đưa đi bán cho các công trình trên địa bàn. Về phía Ủy ban nhân dân phường Kỳ Liên cho biết, địa phương đã từng mời công ty cổ phần Lạc An xuống làm việc và yêu cầu chấm dứt hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa bàn, song đơn vị này vẫn tái phạm.